Ừ, mà rủ tao rủ hai nhau. Ôi, chứ hồi ba sao ý đấy. Ừ, áo lắm, hai nhau này. Đẹp nhỉ? Bây giờ nó rất quá đẹp luôn. Ngon lắm. Ừ, ngon lắm. Cái này thì đến mùa mà mùa cưới nha. Thấy nó đâu khổ lắm. Mà ruộng đất mà nó tốt thì làm gì được trước. Mà làm bằng cái cán. Ừ đấy. Cái đất nó kè lùng ấy cái phần. Ông la nó là bẻ ông la được cái phần. Nhưng mà không cái ao này nước lấy tốt mà. Tôi mà tối nó má ở lùng khô 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 tưới trồng cũng bị thấy nhăn luôn. Ừ. Cái này là... Ừ. Thank you.
anh ấy nhé, anh chào hai mẹ con nhé. Nếu hai mẹ con gặp vấn đề gì khó khăn thì